Khi làm nhà thì làng xóm láng giềng sang phải như nọ như kia thì cái ông chủ không không thể lập trường được. Dạ. Thế nên mình cứ tin tưởng theo cái bản vẽ đã thiết kế như này, làm theo đúng trọng tâm mình thấy là yên tâm. Thế khi bây giờ xong thì ai vào cũng thấy nó hợp lý, phải nói là mất đồng tiền nó xứng đáng. Vâng. Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành thăm lại một công trình biệt thự nhà vườn mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Nguyễn Văn Thanh. Và đứng bên cạnh tôi đây là bác Thanh, chủ nhân của căn biệt thự nhà vườn mái Thái, sắp tới tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì lời đầu tiên cháu xin được phép là gửi lời chào, lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình mình. Và cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng, đồng hành và lựa chọn dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà đáp ứng được cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình mình ạ. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Và bác Thanh có thể là chia sẻ cho mọi người toàn bộ những cái quá trình, những cái kỷ niệm mà trong cái quá trình mình tiến hành xây dựng cái công trình nhà vườn này được không bác? Vâng. Và bên cháu về đây thiết kế cho gia đình bác là từ tháng 6 năm 2019 đúng không bác? Và bác có thể chia sẻ cho mọi người là công trình của gia đình nhà mình tiến hành khởi công và hoàn thiện trong vòng bao nhiêu tháng bác nhỉ? Nói chung là nói là phải nói là lịch sử đầu đuôi. Thực ra nói khi tôi làm cái nhà này thì mời anh em lên đây thiết kế, khảo sát thiết kế cho tôi cái nhà thì ai cũng nói là mình tự làm hay hơn được thiết kế. Vâng. Nhưng khi đã mà tin tưởng anh em lên đặt thì nó theo cái nguyện vọng của mình. Dạ vâng. Thì nó theo đúng ý muốn mình, thì khi thợ nó xây nó không phải tham gia cái gì cả. Vâng. Thế vì khi làm nhà thì làng xóm láng giềng sang phải như nọ như kia thì cái ông chủ không thể lập trường được. Dạ. Thế nên mình cứ tin tưởng theo cái bản vẽ đã thiết kế như này, làm theo đúng trọng tâm mình thấy là yên tâm. Thế khi bây giờ xong thì ai vào cũng thấy nó hợp lý, phải nói là mất đồng tiền nó xứng đáng. Vâng. Và khi mà mình tiến hành cái bộ bản vẽ này, mình xây dựng cái công trình này thì có nhiều người đến về đây để thăm lại cái công trình của gia đình nhà mình không bác? Có, nói chung là ai đi qua cái đường đây, đường giao thông mà nó là giao thông nông thôn. Thế thì ai đi qua cũng phải nói khen là nhà làm được, thế người ta vào xem người ta bố trí rất hợp lý. Vâng. Và nói là ông có công mắt thẩm mỹ và tôi là công ty thiết kế. Dạ vâng. Đấy. Và trong cái quá trình mà mình tiến hành thi công cái bộ bản vẽ mà bên công ty mang lại cho gia đình mình thì các bác thợ có gặp khó khăn gì về cái việc mà đọc hiểu cái bộ bản vẽ của bên công ty cung cấp không bác? Không ạ, nói chung là anh em thợ nó cũng cái chú này chú cũng phải nói chú rất cẩn thận vì chú làm nhà theo bản vẽ là hôm nay làm cái móng này bao nhiêu sắt bao nhiêu xiếc là chú viết riêng là làm cái chỗ này. Thế mai lên tường là như thế nào là chú lại vẽ là lại lấy cái ở trong cái bản này ra là lên tường bao nhiêu là chú cứ theo cái bản vẽ chú làm. Dạ vâng. Không có khó khăn gì cả. Vâng. Và bác Thanh có thể chia sẻ thêm mọi người một cái chi tiết nữa là ở trong cái công trình này đến lúc mà hoàn thiện hết toàn bộ cả phần sân vườn, cả phần nội thất ở phía bên trong thì cái giá trị hoàn thiện của toàn bộ căn nhà này khoảng tầm bao nhiêu được không ạ? À, nói chung là lúc tôi thiết kế là tôi cũng vẫn mẫu như thế này. Nhưng nói chung là làm nhà thì nói là làm nhà thì tốn kém thì hay là xây cái bờ rào và riết cái sân xếp thì nó lên được khoảng tầm tỷ hai. Thế vâng, ai vào đây mà như thế là rẻ. Dạ vâng. Vâng. Và lát nữa thì cháu sẽ xin phép là bác là để vào được thăm lại toàn bộ những cái công năng, những cái bên công ty đã tiến hành thiết kế cho gia đình mình được không ạ? Vâng. Vâng. Anh em. Dạ vâng. Và nếu các bạn đang tò mò công trình có giá trị 1 tỷ 2 theo phong cách biệt thự nhà vườn mái Thái tân cổ điển có gì đặc biệt thì lát nữa tôi sẽ xin phép bác Thanh để đi vào chia sẻ với tất cả mọi người những cái mà bên chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình bác tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng.
Vâng, và trước khi về đây thiết kế thì bác Thanh đã yêu cầu chúng tôi là thiết kế làm sao cho gia đình bác một cái căn nhà là phải đặc biệt và nó phải phù hợp với cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình. Và chúng tôi đã tiến hành là cử một đội khảo sát là chuyên nghiệp về đây để tiến hành khảo sát lại toàn bộ khuôn đất của gia đình, khảo sát toàn bộ về cái hướng phong thủy để bố trí cho gia đình bác một cái căn nhà làm sao để nó phù hợp với yêu cầu, cái mơ ước của gia đình. Và chúng tôi đã tiến hành là thiết kế cho gia đình bác dựa trên toàn bộ cái khuôn đất, các cái dữ liệu mà chúng tôi đã tiến hành khảo sát cho gia đình. Và toàn bộ cái kích thước của căn nhà này, cái bề rộng mặt tiền này thì các bạn có thể thấy đây là một dạng nhà mái Thái phát triển về chiều ngang các bạn nhé. Và toàn bộ mặt tiền của công trình này sẽ có cái bề rộng là 14,5m và chiều sâu là 10,5m. Thì tổng diện tích sử dụng của căn nhà này thì nó sẽ rơi vào là khoảng tầm 150m² các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là công trình sẽ đi theo một cái xu hướng là mái Thái tân cổ điển các bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái đặc trưng đấy chính là toàn bộ những cái chi tiết hoa văn phù điêu được chúng tôi là thiết kế cho gia đình bác một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết để làm sao các bác thợ có thể là hình dung và thi công một cách là hoàn thiện nhất cho công trình của gia đình. Và toàn bộ cái mảng màu gia đình sử dụng chủ yếu ở trong công trình này đấy chính là những tông màu trắng sứ các bạn nhé. Thì cái tông màu trắng sứ này thì bác sẽ sử dụng hết cho toàn bộ các cái phần mảng tường, mảng cột để làm sao công trình nó nổi bật lên được cái phong cách tân cổ điển mà gia đình mong muốn. Thì các cái đấu cột này, các cái phần phào chỉ gờ phân tầng thì đều được chúng tôi là thể hiện dưới cái hình thức 2D, 3D. Rồi các cái chi tiết này đều được chúng tôi là thể hiện làm sao để nó phù hợp với toàn thể hình khối của công trình. Và các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi kết hợp thêm cho gia đình bác là các cái chi tiết là chuồng chim này. Đấy, những cái chi tiết hoa văn phù điêu, rồi những cái chi tiết mà chúng tôi vả phần bê tông và sơn cái màu là tương phản so với màu trắng vào để làm sao nó nổi bật. Kết hợp với các cái hệ con sơn dạ gỗ được chúng tôi gá lên cái phần mái để tăng lên cái tính thẩm mỹ cho toàn bộ cái phần mái của gia đình. Và đây là khu vực phần sảnh chính mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình bác các bạn nhé. Thì khu vực phần sảnh chính này được chúng tôi bố trí hai cái hệ cột bê tông lớn để làm sao nó phải phù hợp với cái kích thước, nó phải phù hợp với cái khoảng cách của cái phần sảnh này. Và cái phần cột bê tông này cũng được chúng tôi kẻ vẽ vào đấy những cái chi tiết là sọc dọc thân để làm sao có cái điểm nhấn vào cho cái phần thân cột. Kết hợp với đấy, cái phần bệ cột thì chúng tôi sẽ phối vào những cái tông màu, đấy là cái màu đá đen các bạn nhé. Thì nó sẽ nổi bật lên được cái sự vững chãi và nó sẽ nổi bật lên được cái mảng màu của cái phần hệ cột mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bác. Và ở phía bên này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình bác là một cái khu vực là bên phòng ngủ các bạn nhé. Thì bên này chúng tôi sẽ bố trí thêm một cái hệ cửa sổ bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao này, và kết hợp với các cái chắn song ngang, kết hợp ở phía trong là các cái hệ rèm để là lấy ánh sáng cho cái phòng công năng ở phía bên trong. Và ở giữa cái phần bệ móng này chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình bác là những chi tiết gạch giả đá để làm sao nó có cái điểm nhấn giữa cái phần bệ móng, phần thân và phần mái. Rồi các bạn có thể nhìn thấy cả cái phần là xung quanh cái ô cửa sổ đây, rồi ô cửa chính chúng tôi cũng kết hợp vào đấy những cái chi tiết là đấu cửa để làm sao nó nổi bật lên được cái toàn bộ hình khối. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở phía bên trong để thăm lại toàn bộ công năng mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình bác Thanh. Và ở đây là khu vực sảnh đón của công trình. Thì khu vực sảnh đón này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình bác với diện tích nó khá là rộng, lại làm sao nó phải phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Và ở ngay cái khu vực trung tâm sảnh đón này, bác sẽ sử dụng một cái bức tranh gạch thảm các bạn nhé, để tăng thêm cái điểm nhấn. Và ở khu vực sảnh chính, cửa chính này, chúng tôi sẽ sử dụng cho gia đình bác một cái hệ cửa gỗ lim Nam Phi 4 cánh bằng chất liệu là palo đặc các bạn nhé, để nó tăng thêm cái năng động cho toàn bộ công trình của gia đình. Và đây là không gian phòng khách mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình bác Thanh. Thì toàn bộ không gian phòng khách này chúng tôi sẽ thiết kế cho gia đình bác với diện tích là 32m² các bạn nhé. Và trong khu vực phòng khách này thì bác sẽ sử dụng một cái hệ trần thạch cao kết hợp với các chi tiết phào chỉ thạch cao, nói sơn thêm cái hệ sơn nhũ vàng và có cái phong cách tân cổ điển các bạn nhé. Kết hợp với trung tâm của khu vực phòng khách thì bác sẽ bố trí một cái hệ quạt trần cánh gỗ kết hợp với đèn decor để làm sao nó nổi bật lên được cái không gian phòng khách này. Và trong không gian phòng khách này thì các bạn có thể để ý được toàn bộ là bác bố trí đồ đạc rất là khoa học các bạn nhé. Về cả cái hướng nhìn tivi thì đều được chúng tôi là định vị vào trong cái bộ bản vẽ này để là gia đình có thể là nhìn thấy được toàn bộ cái sự bố trí sắp xếp đồ đạc để sau này gia đình có thể định hướng được cái nội thất cơ bản sử dụng cho phòng khách. Và ở trong phòng khách này thì các bạn có thể nhìn thấy là bác sử dụng khá là nhiều các cái vật dụng trang trí các bạn nhé. Những cái bức tranh này xuân hạ thu đông, rồi những cái bức tranh quạt bằng gỗ, rồi các cái hệ rèm, rồi các cái hệ tranh gạch, rồi các cái tiểu cảnh trang trí được bác bố trí sử dụng rất là đầy đủ. Và ở trong cái không gian này thì bác sẽ sử dụng hết toàn bộ là gạch 80-80 để ốp lát toàn bộ cho không gian của khu vực phòng khách và khu vực phòng ăn ở sau này. Tiếp theo ở khu vực phòng ăn
Thì các bạn có nhìn thấy ở giữa không gian của khu vực phòng ăn và khu vực phòng khách thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình bác một cái hệ lam. Thì bác thay vào đây là một cái hệ tủ các bạn nhé. Và cái hệ tủ rượu này nó sẽ có hai tác dụng. Một là thay cho cái hệ lam và hai có thể là để các cái vật dụng trang trí lên đấy thì nó sẽ rất là phù hợp. Và đây là không gian phòng ăn các bạn nhé. Thì ở trong không gian phòng ăn này gia đình sẽ sử dụng là với diện tích là 29m². Thì trong không gian này cũng sẽ được bố trí đầy đủ các cái thiết bị bàn ăn để làm sao có một cái không gian tương quan. Đấy, ở bên này chúng tôi sẽ mở cho gia đình bác thêm một cái hệ cửa bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp với các cái hệ rèm để làm sao che bớt cái ánh nắng, và thứ hai nữa là tăng cái tính thẩm mỹ cho không gian này. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là không gian của các cái khu vực phòng thờ, phòng ngủ mà chúng tôi đã bố trí cho gia đình bác. Đầu tiên là khu vực phòng thờ. Thì khu vực phòng thờ được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình bác ở đây với diện tích là 9m², và bác sử dụng là cái cửa này là bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao các bạn nhé. Và trong không gian phòng thờ này bác sẽ là bố trí đầy đủ các cái vật dụng đồ thờ kết hợp với thêm một cái hệ rèm ở đây để là tăng thêm cái tính thẩm mỹ, và thứ hai nữa là tăng thêm cái tính phong thủy ở trong cái công trình phòng thờ của gia đình. Tiếp theo là các cái không gian phòng ngủ mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho bác. Đầu tiên là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 là một phòng ngủ rộng nhất có diện tích là 22m² các bạn nhé. Và phòng ngủ này là một phòng ngủ khép kín. Thì phòng ngủ này chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ các cái hệ cửa để lấy ánh sáng không khí cho gia đình bác. Thứ nhất là một cái hệ cửa ở phía mặt tiền công trình, và thứ hai là một cái hệ cửa ở phía mặt hông công trình. Và bác sẽ sử dụng thêm là các cái hệ rèm để tăng thêm cái điểm nhấn cho không gian phòng ngủ này. Kết hợp vào đấy thì chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ đồ đạc giống như giường, tủ vào trong cái không gian này để có hình dung ra một cái không gian tương quan để gia đình có thể sử dụng một cách thuận lợi nhất. Và ở đây sẽ kết hợp thêm một khu vực nhà vệ sinh có diện tích là 3m², được chúng tôi bố trí đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, sen vòi, bồn bệt để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của chủ nhân của căn phòng ngủ này. Và cái hệ cửa để kết nối vào cái không gian phòng ngủ này cũng là hệ cửa bằng gỗ các bạn nhé. Tiếp theo là khu vực phòng ngủ số 2. Thì phòng ngủ số 2 được chúng tôi bố trí cho gia đình bác với diện tích là 16m². Thì không gian phòng ngủ này cũng được chúng tôi bố trí là các cái hệ cửa để lấy ánh sáng không khí tự nhiên. Kết hợp vào đấy chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ đồ đạc để làm sao có một cái không gian tương quan để chủ nhân có thể sử dụng một cách thoải mái nhất. Rồi, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm không gian phòng ngủ số 3. Thì không gian phòng ngủ số 3 được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình bác với diện tích 15m² các bạn nhé. Đây, không gian này chính là không gian phòng ngủ số 3. Có diện tích 15m², cũng được chúng tôi mở ra các cái hệ cửa. Thứ nhất là một cái hệ cửa ở phía sau để lấy ánh sáng không khí và từ phía sau của công trình vào. Kết hợp với thứ hai nữa là chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ đồ đạc để chủ nhân có thể là sử dụng một cách thoải mái nhất. Và trong công trình này sẽ sử dụng chung một cái khu vực nhà vệ sinh và một khu vực nhà tắm được chúng tôi tách riêng ra. Thứ nhất là khu vực nhà tắm có diện tích là 5m², đây chính là khu vực nhà tắm. Còn khu vực nhà vệ sinh sẽ có diện tích là 3m² các bạn nhé. Và không gian này thì đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, bồn bệt để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Kết hợp với những cái khoảng không này thì bác không để là cái phần thừa, bác sẽ bố trí vào đây là một cái hệ thống máy lọc nước để có thể là lấy nước, có thể sinh hoạt một cách là thoải mái nhất. Và ở đây sẽ có một cái cửa để kết nối xuống cái khu vực phòng bếp mà chúng tôi bố trí thiết kế ra ngoài cho gia đình bác. Và khu vực phòng bếp này nó sẽ có diện tích khoảng tầm 32m², kết hợp với khu vực sân ướt và phòng kho.
và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Thanh tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà này thì có thể là cho chúng tôi những góp ý ở phía bên dưới. Và cháu cũng rất là cảm ơn gia đình bác Thanh đã tin tưởng vào sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây tạo nên cho gia đình mình một cái mẫu nhà, một cái công trình đáp ứng được cái yêu cầu và kỳ vọng của gia đình mình ạ. Vâng. Và cháu cũng rất là cảm ơn là bác Thanh hôm nay cũng là tạo điều kiện cho anh em bên đội truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato được về thăm lại cái sản phẩm thiết kế của bên công ty. Và cháu cũng rất mong là gia đình bác sẽ tiếp tục đồng hành sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty, cũng như là lan tỏa cái dịch vụ thiết kế để mọi người, không chỉ ở khu vực Bình Xuyên, Vĩnh Phúc mà có thể là ở tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn, hoặc có thể là 63 tỉnh thành, có thể biết đến công ty cổ phần kiến trúc Kisato để có thể là lên cái ý tưởng thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà thật là đẹp ạ. Vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Vâng. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà vườn, một mẫu nhà 2 tầng hay bất kỳ một mẫu nhà nào khác thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.